ra, con dẫn chứng trong chú giải Tạng Vi Diệu Pháp có nói, họ nói các chú giải không phải do Đức Phật thuyết, chỉ có Tạng Kinh mới có, mới Đức Phật mới thuyết thôi. Có đúng như vậy hay không? Thì lại một lần nữa nói về cái nguồn gốc Vi Diệu Pháp. Bây giờ sư cũng dùng cái chức năng tìm kiếm, sử dụng cái chức năng tìm kiếm. Này, Vi Diệu Pháp ở phía thăm má ha. Đây là trong một đoạn của Tạng Luật. Bây giờ xin lấy đây nè, có nhắc tới nè ha. Gì xem. Tạng Luật 10 chỗ, Trường Bộ 2 chỗ, Trung Bộ 4 chỗ, Tương Ưng không có, Tăng Chi 21 chỗ, Tiểu Bộ 19 chỗ. Sư copy một cái đoạn, tại do chúng ta đa số quý vị là không có, đâu có biết đọc Pali, cho nên đâu có biết cái này là ở trong cái đoạn nào. Bây giờ sư copy ha, sư copy một cái đoạn này. Sư mở Sutta Sencho đây tìm ha. Đây ra đúng cái đoạn này. Đây, mở bản dịch tiếng Việt cho quý vị coi. Duyên khởi ở thành Savatthi, lúc bấy giờ các tỳ kheo ni hỏi câu hỏi đến vị tỳ kheo chưa được thỉnh ý trước. Các tỳ khưu phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các tỳ khưu ni lại hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước. Như cái này nè. Rồi. Như trên. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa thỉnh ý trước có đúng như vậy không? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật đã khiển trách rằng như trên. Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước vậy? Này các vị tỳ khưu, việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin như trên. Và này các tỳ khưu, hãy phổ biến điều học như vậy. Vị tỳ khưu nào hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước thì phạm tội Pachittiya. Hỏi câu hỏi đây. Sau khi đã thỉnh ý trước về kinh, vị ni hỏi luật hoặc vi diệu pháp thì phạm tội Pachittiya. Sau khi đã thỉnh ý trước về luật, vị ni hỏi kinh hoặc vi diệu pháp thì phạm tội Pachittiya. Sau khi đã thỉnh ý trước về vi diệu pháp, vị ni hỏi luật hoặc kinh thì phạm tội Pachittiya. Đây là Tạng Luật ha, đây là Tạng Luật ha. Tạng Luật phân tích giới tỳ khưu, chương Pachittiya, phẩm dù dép, đi học thứ 12. Có nghĩa là quý vị cần bằng chứng thì sử dẫn bằng chứng ra là trong kinh và trong luật là có nói tới. Còn khi mà sư đã dẫn như vậy rồi mà quý vị còn không tin nữa thì sư không còn gì để nói ha.